dễ nhịn tí xíu được, đừng có được lắm á chị. Rồi anh trai, anh muốn cảm nhận một nửa mảnh ghép cùng với anh đi suốt cuộc đời còn lại là như thế nào? Nói chung thì Như Triệu chỉ có một cái rất là đơn thuần và đơn giản nhất là nhìn với cái người phụ nữ có cái hậu và cái gọi là nhân văn cho cái đường sau này giữa mình đi như thế. Quá có hậu, quá nhân văn. Cái điều đó là may mắn nhất. Dạ. Vâng. Nghĩ rằng hôm nay là hai người nãy giờ trò chuyện, chúng ta cảm nhận được cái sự kết hợp của hai người cũng khá là hợp lý. Bây giờ mình hỏi ý kiến người thân đi. Chị đi với ai vậy chị? Dạ. Em đi với dì thứ bảy, cũng như là giờ đang kêu má bảy. À rồi, cảm ơn chị. Chị cứ ngồi đi. Chào má bảy. Chào chú Quyền Linh với chị cô Hồng Vân. Dạ, chào chị. Chào. Với chào tất cả ở trường quay. Tôi là dì thứ bảy, dì ruột của Ngọc Quang. Dì là dì. Dì ruột. Dì ruột của Ngọc Quang là em của mẹ nó. Tôi đến đây không có gì hơn, cháu tôi thì nó cũng hơi lớn tuổi, nhưng mà hồi nào giờ thì nó cũng kén gì lắm chứ không phải đến đổi mà ấy. Nhưng mà bây giờ nếu mà trường hợp mà nó do nó quyền lựa chọn là nó thôi. Dạ. Vì thấy đàn trai sao, thấy cảm nhận có hợp với đàn gái không? Đó tùy hai đứa. Thì không có can thiệp ha. Không can thiệp. Dạ, ủng hộ nhưng mà gì ủng hộ thôi chứ không can thiệp. Rồi ủng hộ được rồi. Cảm ơn gì. Anh đi ra anh trai. Xin nói với tất cả các thành viên đi với gia đình là anh ruột người thứ tư. À. Vâng, và ông anh trước cửa nhà. Đây là anh ruột người thứ tư. Dạ. Xin chào MC Quỳnh Linh với chào MC Hồng Vân. Dạ. Tôi là anh của bên đàn trai. Theo anh nó Triệu. Có. Anh thấy bên cô gái á, xinh xinh. Dạ. Cao. Có vẻ là lanh lợi nha, anh cảm thấy là lanh lợi. Không biết rằng hai em có tiếng xa với nhau hay không. Yeah. Nhưng anh cũng xin chúc mừng trước thôi. Tôi xin chào anh Quyền Linh và chị Hồng Vân. Dạ, chào anh. Thì tôi báo cáo với này, các anh, các chị cùng toàn thể hội trường. Tôi thì ở đối diện với nhà anh Triệu. Thế thì cũng điều là không may mắn là vợ anh Triệu thì cũng chia tay gia đình để ra đi cái đi 2 năm rồi. Thế thì thực lòng đó mà nói tôi rất thương anh Triệu vì anh là người rất hiền lành. Tôi cũng có ý định là mai mối cho anh Triệu mấy cô rồi. Thế nhưng mà thực tâm ra mà nói là cái đồng cảm thì là nó chưa gặp may mắn. Thế hôm nay cũng chương trình đưa anh Triệu và chị Quang. Thì qua cái trao đổi thì tôi có cái cảm nhận thế này. Anh Triệu và chị Quang nói chung là cái tuổi thì không phải là còn thanh niên nữa, phải không ạ? Vâng. Nhưng mà tôi nghĩ là anh Triệu có 2 đứa con, một đứa con trai và đứa con gái, có 1 đứa cháu. Thế nhưng mà hầu như là con của anh ấy là ngày đi làm hết. Thế thì lúc khỏe đã vậy, nhưng mà cái lúc ốm đau thì anh Triệu chỉ có một thân mình thôi. Cũng rất là buồn và tội nghiệp cho anh ấy. Thế còn chị Quang thì đương nhiên là cái thời chị kỳ son trẻ thì chị có cái kén chọn. Nhưng mà bây giờ tuổi của chị thì cũng vào cái tầm tuổi gọi là ngoài 50 rồi. Tôi nghĩ là hai anh chị nên chung lại với nhau, tức là góp cơm chung để có cái nương tựa để chăm no cái tuổi về già. Thì tôi nghĩ là rất hạnh phúc. Và bản thân tôi ở chào chào anh ạ. Em chào chị ạ. Linh ơi, gái giới thiệu trước đi. Xin để chị bên mình giới thiệu trước đi chị ha. Dạ, lời đầu tiên cho em được phép chào chị Hồng Vân và anh Quyền Linh với toàn thể trường quay của chúng ta, những người xem đài. Sau đó thì cho em được chào anh bạn chung vách của em. Em tên là Lê Ngọc Quang. Rồi em làm việc ở trung tâm thể dục thể thao của phường. Dạ, năm nay mắc cỡ quá. Đâu sao đâu chị, đâu có. Dạ, năm nay em được 55 cái xuân xanh. Ồ. Cho nên ế 55 năm rồi. Dạ, em chào chị. Đúng rồi, vậy là em phải gọi chị là chào chị. Chào chị bên nhà gái. Rồi, xin mời anh bên nhà trai ạ. Dạ, mời anh ạ. Trước tiên mình xin chúc hai thành viên dẫn chương trình Quyền Linh và Hồng Vân và cùng tất cả các thành viên trong hội trường và đặc biệt thành viên nữ bên màn che bên kia. Mình tên là Nguyễn Như Triệu, 63 tuổi, đã công tác ngành dược phẩm của nước ngoài 25 năm và hiện nay đang công tác ngành dược phẩm của Việt Nam mình ở khu công nghiệp Phước, cư ngụ tại thành phố Hồ Chí Minh, quận 7. À, quận 7. Dạ.
Chị ơi, chị cho bên đàn trai biết một chút về ưu điểm, khuyết điểm đi chị. Dạ, khuyết điểm của em á là coi như nóng tính nhưng mà dễ nguội. Và cái thứ hai nữa là dễ mũi lòng lắm. Mà ai ghẹo chút xíu á là khóc, nhưng mà điều rồi cũng mau nín nữa. Y như là lúc mà chuẩn bị khóc thì chuẩn bị nín cũng nhanh. Cho nên cái đó là có gọi là khuyết điểm không anh Linh? Không, cái đó không phải là khuyết điểm, mà cái đó là một cái cá tính riêng của mỗi người. Tại vì cái cảm xúc thì mình không thể nói nó là khuyết điểm được chị. Dạ. Và xin mời nhà trai ạ. Điểm mạnh của Duy Triệu á thì nói chung cũng có cái là hòa đồng, và trong cái cuộc sống mình cũng phải học hỏi với mọi người, và đặc biệt là có cái là hay đam mê thể thao. Anh chơi môn gì anh? Và luôn luôn chơi có một môn duy nhất thôi là cái môn tennis. Sau khi chơi cái môn này thì cách nay 25 năm là bỏ thuốc lá luôn. À, rồi. Tốt rồi đó. Còn cà phê là hoàn toàn không có, rượu cũng không có, bia thì có. Dạ. Cái đó là cái sự xã giao của dạ, cái người rồi. Phái nam như dạ. Dạ. Thì cái điểm yếu thì nó có cái như hơi lười biếng, nhưng mà có cái tác động của gia đình hay là cho người xung quanh đó. Tác động vô thì mình xiên trở lại. Xin đàn gái cho đàn trai biết chút xíu về đường tình duyên được không ạ? Dạ được. Em thì nói chung là hồi trẻ trâu là có quen một bạn học. Quen là chỉ là cái thuở ban đầu thôi, mới nhìn nhau rồi thích thôi, chứ cũng chưa gọi là yêu. Rồi lần hai thì có yêu một anh công an, nhưng mà sau đó thì hai đứa không hợp thì chia tay. Bao lâu chị? Chưa bao lâu? Dạ 4 năm. 4 năm. Dạ. Nhưng mà cũng thú thật với lại chị Vân với lại anh Linh nha. Trong 4 năm đó hai đứa chỉ nắm tay thôi chứ không dám làm gì hết. Không tiến xa hơn luôn. Dạ, có nghĩa là cái thời điểm của mình và chị Hồng Vân á là ba mẹ rất là khó. Đúng rồi. Ví dụ như mình nói chẳng hạn như vậy nè. Mẹ nói trước khi mẹ bị đi với anh trai đấy á là phải giữ mình, đứng xa xa thôi, đứng gần á là coi chừng nha con. Mẹ nói coi chừng có bầu á con à. Thế là sợ quá, cứ hễ anh đứng bên này là mình, anh đứng bên này thì mình cứ nhảy qua bên kia, anh đứng bên kia thì mình cứ đứng bên này thôi, cách xa nhau. Rồi sau đó thì sao chị? Sau đó chị có yêu ai nữa không? Dạ, nói chung là thời điểm đó rồi á, em đi vào xí nghiệp rồi xong rồi á là ba mẹ bệnh, là coi như em chăm lo cho ba mẹ rồi xong rồi thì đến bây giờ. Tới bây giờ luôn. Ba mẹ mất rồi em mới nghĩ tới mình. Trời ơi, vậy hả? Có nghĩa là chị hy sinh cả một cái tuổi thanh xuân của mình cho gia đình, đúng không? Dạ. Cho ba mẹ, chăm sóc các cụ. Lúc đó thì em nuôi bà ngoại nữa. Rồi sau đó thì bây giờ là nuôi ông anh nữa. Làm như là mình đang rảnh á. Có nghĩa là mình không có người để mình chăm sóc những người thân của mình. Ồ, vậy hả? Dạ. Trời ơi, vậy là cái bài chị tôi á là tặng riêng cho chị được luôn. Đúng rồi đó. Nghe bên thằng gái thấy cảm xúc quá nha. Anh thấy sao anh? Chưa có người yêu luôn á. Còn chẳng phải nó kiên trì quá. Dạ, kiên trì coi như. Thì cái điều đó thì cái đó là cũng là điều rất là. Vâng, chào dạ. Hồng Vân em. Dạ, em chào anh ạ. Dạ. Dạ. Thì cái đó là cái điều mà cũng may mắn cho mình luôn. Dạ. Dạ. Thực sự thì em nghe câu chuyện của chị bên đây em xúc động quá. Tốt. Em nghĩ là những người làm như vậy là thực sự chỉ có những người phụ nữ can cực đảm. Kỳ nhân hậu. Can đảm. Can đảm và nhân hậu nữa, tại vì họ làm bằng trái tim, họ làm bằng đúng sự rồi. Tự nguyện chứ không ai ép dạ, buộc họ hết. Cảm ơn. Còn, anh có thể chia sẻ chút xíu cái đường tình duyên cho đàn gái nghe đi anh. Nói chung Duy Triệu thì có gia đình, bà xã thì mới mất năm 2018 và có hai đứa con. Hiện nay ở nhà chỉ có hai đứa con và Duy Triệu mà thôi, tức là ba người trong gia đình. Ba cha con. Dạ ba cha con. Dạ. Bây giờ thì anh cũng có thể bước nữa để tìm người tri kỷ tri âm cho một cái chặng đường sắp tới để có thể chăm sóc nhau, chia sẻ yêu thương lẫn nhau. Linh thấy đây cũng là câu chuyện cũng hay đó. Dạ. Chào chị. Chào Huyền Linh. Dạ. Chừng cái nửa mảnh ghép của chị còn đâu đó. Bây giờ chúng tôi đã mời đến đây rồi. Nửa mảnh ghép gần như ngồi sát bên đây rồi. Bây giờ trong đầu chị nghĩ là nửa mảnh ghép của chị là một người hình tượng như thế nào? Nói chung là cái hình tượng thì nó không quan trọng lắm. Nhưng mà điều cũng dễ nhìn chút xíu là anh ấy ví dụ như đi ra đường thì mọi người khi nắm tay mình thì anh ấy là sẽ là người vững chãi hơn tí, khỏe mạnh hơn tí, để có gì khi mình ngã đó thì anh ấy nâng. Dạ. Rồi ví dụ như anh ấy không cần phải là đẹp trai, tại vì bây giờ mình còn sắc dốc gì nữa để mà đẹp, nhưng anh ấy cũng phải ngoại hình cũng nhìn dễ nhìn tí xíu. Được, đừng có được lắm á chị. Rồi anh trai, anh muốn cảm nhận một nửa mảnh ghép cùng với anh đi suốt cuộc đời còn lại là như thế nào?
Nói chung thì Như Triệu chỉ có cái rất là đơn thuần và đơn giản nhất là nhìn với cái người phụ nữ có cái hậu và cái gọi là nhân văn cho cái đường sau này giữa mình đi như thế. Quá có hậu, quá nhân văn. Dạ, cái điều đó là may mắn nhất. Dạ, tôi nghĩ rằng hôm nay là hai người nãy giờ trò chuyện, chúng ta cảm nhận được cái sự kết hợp của hai người cũng khá là hợp lý. Bây giờ mình hỏi ý kiến người thân đi. Chị đi với ai vậy chị? Dạ, em đi với dì thứ bảy, cũng như là giờ đang kêu má bảy. À rồi, cảm ơn chị, chị cứ ngồi đi. Chào má bảy. Chào chú Quyền Linh với chị cô Hồng Vân. Dạ, chào chị. Chào. Với chào tất cả ở trường quay. Tôi là dì thứ bảy, dì ruột của Ngọc Quang. Dì là dì? Dì ruột. Dì ruột của Ngọc Quang là em của mẹ nó. Tôi đến đây không có gì hơn. Cháu tôi thì nó cũng hơi lớn tuổi, nhưng mà hồi nào giờ thì nó cũng kén dữ lắm, chứ không phải đến đổi mà ấy. Nhưng mà bây giờ nếu mà trường hợp mà nó do nó quyền lựa chọn là nó thôi. Dạ. Dì thấy đàn trai sao, thấy cảm nhận có hợp với đàn gái không? Đó tùy hai đứa. Thì không có can thiệp ha? Không can thiệp. Dạ, ủng hộ nhưng mà gì ủng hộ không? Thôi chứ không can thiệp. Rồi ủng hộ được rồi, cảm ơn gì. Anh đi với ai anh trai? Xin nói với tất cả các thành viên đi với gia đình là anh ruột người thứ tư. Vâng, và ông anh trước cửa nhà. Đây là anh ruột người thứ tư. Dạ. Xin chào MC Quỳnh Linh với xin chào MC Hồng Vân. Dạ, tôi là anh của bên đàn trai. Theo anh nó Triệu, anh thấy bên cô gái á, xinh xinh, cao, có vẻ là lanh lợi nha, anh cảm thấy là lanh lợi. Không biết rằng hai em có tiến xa với nhau hay không. Nhưng anh cũng xin chúc mừng trước thôi. Tôi xin chào anh Quyền Linh và chị Hồng Vân. Dạ, chào anh. Thì tôi báo cáo với này các anh các chị cùng toàn thể hội trường. Tôi thì ở đối diện với nhà anh Triệu. Thế thì cũng điều là không may mắn là vợ anh Triệu thì cũng chia tay gia đình để ra đi cái đi 2 năm rồi. Thế thì thực lòng đó mà nói tôi rất thương anh Triệu vì anh là người rất hiền lành. Tôi cũng có ý định là mai mối cho anh Triệu mấy cô rồi. Thế nhưng mà thực tâm ra mà nói là cái đồng cảm thì là nó chưa gặp may mắn. Thế hôm nay cũng chương trình đưa anh Triệu và chị Quang. Thì qua cái trao đổi thì tôi có cái cảm nhận thế này. Anh Triệu và chị Quang nói chung là cái tuổi thì không phải là còn thanh niên nữa, phải không ạ? Vâng. Nhưng mà tôi nghĩ là anh Triệu có 2 đứa con, một đứa con trai và đứa con gái, có 1 đứa cháu. Thế nhưng mà hầu như là con của anh ấy là ngày đi làm hết. Thế thì lúc khỏe đã vậy, nhưng mà cái lúc ốm đau thì anh Triệu chỉ có một thân mình thôi. Cũng rất là buồn và tội nghiệp cho anh ấy. Thế còn chị Quang thì đương nhiên là cái thời kỳ son trẻ thì chị có cái kén chọn. Nhưng mà bây giờ tuổi của chị thì cũng vào cái tầm tuổi gọi là ngoài 50 rồi. Tôi nghĩ là hai anh chị nên chung lại với nhau, tức là góp cơm chung để có cái nương tựa để chăm no cái tuổi về già. Thì tôi nghĩ là rất hạnh phúc. Và bản thân tôi ở khu xóm thì có thêm một người bạn là về cùng với khu xóm. Mà anh Triệu thì với chị Quang thì động viên nhau trong cuộc sống. Mà cũng đấy là cái mong muốn không riêng của anh Triệu và đối với lại khu xóm chúng tôi. Thế cũng rất là chân thành cảm ơn anh Quyền Linh và chị Hồng Vân đã dẫn chương trình và tạo cho anh Triệu và chị Quang này gặp lại nhau. Và tôi cũng mong muốn là anh Triệu với chị Quang sẽ ngày gần nhất đây sẽ về với nhau để khu xóm chúng tôi chung vui cùng với anh Triệu và chị Quang. Xin nét. Cảm ơn anh. Bây giờ thì mình mở rào cho anh chị gặp mặt đi nha. Đây. Mở rào. Bắt đầu anh Triệu nha. Có anh. Chào em. Dạ chào anh. Anh có món quà gửi cho em. Dạ em cũng có món quà để gửi anh. Rồi rất cảm ơn nhiều. Rồi xin mời. Cho anh để lên bàn cái ha. Mở quà đi chị. Là cái gì đó? Cái này cà vạt anh. Đây là bộ khăn. Để em về mỗi lần mà em sử dụng á. Sử dụng á em nhớ cái ảnh. Rồi cảm ơn. Ủa bệnh là gì vậy anh Triệu? Cái này cái cà vạt. Cà vạt. Cà vạt. Chị đeo cho ảnh chị. Vậy hả? Anh cầm. Có đây có đây. Cà vạt màu gì Vân? Cà vạt màu xanh cơ. Xanh hả? Hai người này giờ chăm sóc với nhau chắc đã lắm à. Cảm ơn Nguyên Linh nhiều. Rồi, cảm ơn em nhiều. Rồi, mình cảm nhận về nhau đi anh chị. Thì cái điều mà may mắn là đối với anh thì có được cái niềm an ủi của em.
Thì điều đó là cuộc sống của anh cũng mừng. Và nhất là về vấn đề mình sống phải có cái nhân văn xíu, với cái phúc hậu của mình nữa. Nói chung là em thì không phải tự em hoàn chỉnh em. Thì em bây giờ sẵn chương trình, em sẽ cảm ơn trước tiên là cô giáo em, rồi sau đó là ba mẹ đã sanh ra em. Và những người bạn đi cùng em. Em xin lỗi chương trình, em hơi xúc động. Em thấy vậy nè chị, để bỏ mình bớt đi cái cảm xúc xúc động này đi, mình hát bài đúng cái sở trường sở đoạn của chị đi chị. Cái này cũng xin lỗi, cũng không phải là hay là cái gì, nhưng mà kiểu như là cái bài này nó đi sâu vào lòng em. Dạ, bài này là bài Hoa 10 giờ. Hôm chia tay chiều Chủ nhật, anh bảo rằng tuần sau anh đến, hái một nụ hoa xinh xinh màu tím tím, anh cài lên mái tóc thề. Rồi hẹn tuần sau khi hoa 10 giờ nở, anh sẽ đến thăm em. Em trông chờ từng phút bao đêm rồi không ngủ, mong đến ngày được gặp anh. Anh chịu hát tặng lại chị đi. Nói chung thì anh cũng hát em một bài hát ngắn. Và bài hát đó là tiếng nước ngoài, tiếng Pháp. Thì để anh xin hát một đoạn, một khúc thôi. J'avais dessiné sur le sable son doux visage qui me souriait. Et j'ai crié Aline pour qu'elle revienne. Et j'ai pleuré. Oh, j'avais trop de peine. Hát rồi nè. Cái bài này em biết nè. Sẽ hát lên ha. Bài này hát nói lên. Bài hát tình yêu lên, đấy. Hát lên về tình yêu đó. Em biết bài này. Bài nổi tiếng luôn. Rồi, cảm ơn. Bây giờ anh chị đã gặp nhau rồi. Dạ, cảm ơn. Có cảm xúc rồi. Mình nói luôn đi anh. Bây giờ thí dụ như bây giờ mình dự định tương lai mình góp gạo thổi chung đó. Thổi cơm chung chứ thổi chung là thổi gì? Góp gạo thổi cơm chung. Chuyện của người ta mà mình rung là sao? Để làm bên đây nó khớp tinh thần nữa. Em trường hợp như thế này, trong cái cuộc sống sắp tới thì cái tâm trạng của em là như thế nào để anh có anh đáp ứng theo? Nói chung á là hồi nào giờ á em cũng nói thật ra là em sống một mình á cũng có cái quen, nhưng mà điều á là em thấy nó có gì thiếu cho nên á là em muốn bù đắp cái thiếu đó vô. Nhưng mà giờ em không biết là có phải là trời đã đưa cái thiếu gần lại gần em chưa. Còn cái chuyện về em á thì em cũng xin nói thẳng với anh á là khi mà ví dụ như á chúng ta góp gạo nấu cơm chung thì em cũng xin anh vậy nè, cái chữ hiếu á lúc nào người ta cũng đặt trên hàng đầu, cho nên ví dụ như em có quá hiếu á thì anh cũng có gì anh bỏ quá cho em. Còn nếu mà thổi cơm chung á mà mình phải xin trước, chứ nếu không xin á thì không được, cho nên á là em chỉ yêu cầu như đó thôi. Phần anh bây giờ anh cũng nói rõ cho em biết là những gì, cái quan niệm suy nghĩ của em sống như thế nào thì hoàn toàn anh không can thiệp sâu vào cái điện đó. Và tiếp tục những cái gì mà mình còn đang làm lúc trước tới bây giờ vẫn tiếp tục làm luôn, không có ngại ngùng như đó. Rồi em còn cái này nữa. Ví dụ như em á là nếu mà nói là người của công chúng thì không có đúng, mà kiểu là người của xã hội. Em rất tham gia nhiều cái coi như là cái hội này hội kia. Thì ví dụ như chúng ta đến với nhau thì anh có thể nào anh nới nã anh cho em đi tham gia hội hè này kia, chứ đừng có bó buộc em vào cái tình cảm không thì mở rộng ra cho đi sinh hoạt các bạn. Ok, không sao hết. Cái người mà sinh hoạt như em vậy đó, nó có cái tâm trạng thoải mái hơn nữa, mà lúc đó mình thấy cái người phụ nữ đó họ có những cái hoạt bát thêm. Bây giờ thì em cũng nói là hồi nãy giờ rồi, em có tí chút cảm tình với ảnh. Nói chút có rồi. Nhưng mà rất cảm ơn em. Nhưng mà về á, em nói anh nghe, ví dụ như anh có góp gạo với em á, nấu cơm chung á, anh nói tiếng Việt Nam giùm em đi, anh đừng nói tiếng Pháp, em nghe em không hiểu. Đúng rồi. Cái đó em yêu cầu, cái đó có quá đáng không anh?
Không có gì đâu, tại vì anh làm công ty nước ngoài anh quen rồi, anh vẫn nói tiếng Việt được mà. Không lẽ hai người anh nói tiếng Pháp? Anh Linh ơi, rủi gì á, ví dụ như em nghe lóng thoáng được á, cái tiếng Anh á là I love. Còn ảnh á, anh tiếng Pháp, anh nói gì em cũng không biết, ảnh có lớp em không? Rồi, bây giờ thế này anh chị, mình để tay mình nút bấm đi. Rồi, xin mời. Quyết định đưa ra quyết định của mình. Rồi, để tay vào đây anh trai. Đây, được không? Chúng ta đang đối diện với hàng triệu khán giả, chúng ta đang đối diện với người thân của mình. Thành ra là mình cứ theo con tim mách bảo đi, vậy đi. Con tim nó nói bấm là bấm. Ừ, đơn giản như vậy. Đếm đi Linh ơi, để hồi hộp quá. Đếm đi. Rồi đếm đến ba là anh chị cháu nó cũng muốn mình bấm đó. Anh chị quyết định nghe. 1 2 và 3. Chúc mừng, chúc mừng. Anh chị nắm tay đi. Ở trong sân khấu hội trường này ai cũng vui cả. Bởi vì thật sự người ta cũng muốn tác hợp giữa anh chị với nhau. Những trái tim còn cô đơn trong cuộc sống hiện đại thế này anh chị nha. Yeah. Thôi, bây giờ mình hỏi gì đi, cho phép hôn hôn. Xin lỗi. Dạ. Gì? Bảy, gì bảy? Bảy. Má bảy đó. Má bảy cho Dư Triệu hôn bạn gái ngoan một cái. Chấp nhận nó, gật đầu được kìa. Má bảy gật rồi. Chắc về, về đây khỏi gội đầu á, để cái này riêng quá. Thấy chưa, tới duyên dáng kìa, không có gội đầu nữa. Chúng tôi sẽ gửi tặng anh chị một món quà, đó là một bộ sản phẩm nhãn hàng Amity, trọn gói với các sản phẩm nước lau sàn, nước giặt, nước xả vải, nước rửa tay, nước rửa chén. Và anh chị nhận được một năm sử dụng miễn phí Amity nếu như anh chị đăng ký kết hôn. Amity, bạn nhỏ của mọi nhà. Tặng anh chị một bộ sản phẩm viên uống mắc he, ngăn ngừa rụng tóc, kích thích mọc tóc nhanh, chắc khỏe và bóng mượt. Mắc he dùng tốt cho cả nam và nữ. Robot thương hiệu quốc gia gửi tặng anh chị voucher 50% khi mua thiết bị điện, dây cáp điện, máy làm mát, máy lọc nước robot thế hệ mới, ứng dụng vi mạch và màn hình hiển thị giúp mọi người kiểm soát chất lượng nước lọc trước khi sử dụng, an toàn cho sức khỏe. Nếu như anh chị tiến đến hôn nhân, robot sẽ tặng máy lọc nước trị giá 10 triệu đồng. Robot chất lượng nước, chất lượng sống. Nước khoáng Đảnh Thành Vicoda tặng anh chị sản phẩm nước khoáng kiềm thiên nhiên Vicoda với độ pH tự nhiên 8.5, giúp trung hòa lượng axit dư thừa, rất tốt cho sức khỏe, đặc biệt về tiêu hóa. Sản phẩm được đóng chai ngay tại nguồn khoáng Đảnh Thành, đảm bảo chất lượng đồng nhất, giữ trọn vẹn các khoáng chất cần thiết cho cơ thể. Thương hiệu Duhan dành tặng cho anh chị một bộ đèn LED ốp trần, vách và một ổ cắm, một tay cao cấp Duhan. Duhan tự hào đèn LED Việt. Chương trình gửi tặng đến anh chị phần quà từ nhãn hàng thép Vina Kioe, thép xây dựng Nhật Bản, tinh thần thép. Nhãn hàng thép Vina Kioe, thép xây dựng Nhật Bản, tinh thần thép hân hạnh tài trợ phần quà trị giá 20 triệu đồng dành cho những cặp đôi chính thức trở thành vợ chồng từ chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò. Rồi, cảm ơn chương trình. Rồi đây, còn đây là quà của anh tặng cho chị nè. Rồi, chào. Từ, xin chào. Rồi, sẽ tới. Chúc em, từ từ được lắm. Trời ơi, cho. Ước gì đám cưới họ mời mình ta. Cưng quá ha. Nói chung